VinCity Sportia. VinCity Sportia, thành phố năng động, tọa lạc tại trái tim trung tâm mới ở phía tây của thủ đô, khu vực phát triển sôi động với nhiều cơ quan hành chính, trường học và khu dân cư. Trên tọa độ vàng đầy tiềm năng, một trục đất dọc đại lộ Thăng Long huyết mạch. Thuộc phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Cùng các dự án của Vinhomes thành công đã ghi dấu ấn như Vinhomes Thăng Long, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Gardenia, Vinhomes Sky Lake, Vinhomes West Point và các dự án khác như Splendora, Mỹ Đình Pearl, The Manor, Mỹ Đình Dung Đà, Nam An Khánh, Glexinco, Nam Cường, The Capitan, Thăng Long No. 1. VinCity Sportia sở hữu vị trí đắc địa, chỉ 8 phút tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, 12 phút tới khu văn phòng sôi động nhất phía tây thủ đô tính từ Căng Nam, 5 phút tới thiên đường Bảo Sơn, đặc biệt tới sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và đường đua F1 trong chưa đầy 10 phút di chuyển. Trong phạm vi chỉ 6 km quanh dự án là hàng loạt các điểm hành chính, văn hóa, giáo dục, các cơ quan ban ngành như trụ sở cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trụ sở Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và môi trường, Trung tâm Văn hóa Thể thao Tây Mỗ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Thông tin Truyền thông, Thanh tra Chính phủ. Hàng loạt trường đại học lớn của Hà Nội như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Lao động Xã hội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao Hà Nội, Đại học Kiểm soát Hà Nội. Hệ thống trường phổ thông đầy đủ từ mầm non tới trung học phổ thông. Với hạ tầng giao thông hiện đại, VinCity Sportia kết nối nhanh tới các quận trung tâm thành phố chỉ với 20 phút di chuyển, sân bay quốc tế Nội Bài chỉ với 40 phút. Dự án tiềm cận các ga đầu mối các tuyến đường sắt đô thị Metro chỉ trong phạm vi 3 km. Tuyến số 5, Vân Cao, Hòa Lạc. Tuyến số 6, Ngọc Hồi, Nội Bài. Tuyến số 7, Mê Linh, Hà Đông. Đây đều là các tuyến đang trong quy hoạch tầm nhìn 2030-2050 của thủ đô. Trong tương lai gần, Hà Nội cũng sẽ tiếp tục mở rộng đường vành đai mới bên cạnh các tuyến đang vận hành. Hưởng lợi trực tiếp từ Metro và đường vành đai, dự án sẽ được nâng tầm cơ sở hạ tầng, kết nối thông suốt trên phạm vi toàn thành phố và dễ dàng vươn ra các tỉnh thành lân cận nhờ vị trí đón đầu cửa ngõ phía tây thủ đô. Đặc biệt, nhờ có đại lộ Thăng Long, tuyến cao tốc nối thẳng trung tâm Hà Nội tới khu công nghệ cao Hòa Lạc, đặc khu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao cấp quốc gia, được quy hoạch để trở thành thành phố năng động với công viên thể thao quy mô hàng đầu Đông Nam Á, hơn cả một đô thị hạt nhân mới giữa lòng Hà Nội. VinCity Sportia còn là một thành phố năng động, nơi cư dân tương lai tìm thấy môi trường sống tuyệt vời. VinCity Sportia, thành phố thể thao năng động nhất Việt Nam.